chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin tiêu điểm thị trường phát sóng trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Thời gian gần đây thì nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã dùng những chiêu trò như là mạo tên thương hiệu, đặt tên dự án trùng hoặc là gần giống với tên của các đơn vị uy tín để thu hút, tạo niềm tin với khách hàng. Dù các doanh nghiệp bất động sản lớn, uy tín liên tục đưa ra các cảnh báo, thế nhưng nạn mạo danh thương hiệu vẫn chưa thể chấm dứt, gây ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Công ty cổ phần địa ốc Vạn Phúc New, công ty cổ phần tập đoàn Đại Phước, khu đô thị Vạn Phúc Nam Sài Gòn. Đây là những công ty khiến nhiều khách hàng nhầm lẫn vì có tên na ná giống với tập đoàn bất động sản Vạn Phúc. Không chỉ nhái về mặt thương hiệu, logo mà thậm chí còn đưa cả nhân sự cấp cao vào trong trang thông tin để khách hàng dễ nhầm lẫn là dự án hay sản phẩm của tập đoàn. Đa số các đơn vị mà họ mạo danh như vậy, đa số đơn vị gọi là mới gia nhập vào thị trường, họ bán những cái sản phẩm mà nhất là cái vị trí, thứ hai là cái pháp lý nó cũng không có được đầy đủ, thành ra cái sự nhầm lẫn của khách hàng rất là nguy hiểm, nó ảnh hưởng ngược lại cho các thương hiệu, các chủ đầu tư uy tín, và đồng thời chính bản thân khách hàng đó cũng bị cái rủi ro rất là lớn trong giao dịch bất động sản. Tương tự, tập đoàn Hưng Thịnh cũng chung cảnh bị môi giới lợi dụng hình ảnh thương hiệu trong hoạt động kinh doanh. Thậm chí nhiều nơi còn cố tình lấy tên giống đến 90% với tập đoàn này để gây hiểu nhầm cho khách hàng. Vậy chúng tôi được bảo hộ, nhưng mà những cái doanh nghiệp non trẻ sau này muốn đi tắt đón đầu thì dùng cái hình thức là nhái các thương hiệu lớn, trong đó là tập đoàn Hưng Thịnh. Và cái thiệt hại đó thì như chị biết rồi, là khách hàng là họ bị hoang mang, không biết đâu là Hưng Thịnh thật và Hưng Thịnh giả. Dưới góc độ pháp lý, theo các luật sư, đã đến lúc cần chế tài mạnh mẽ hơn từ các cơ quan quản lý nhà nước để chấm dứt tình trạng này. Bởi kiểu kinh doanh chụp giật, không gieo mà chỉ muốn gặt nhanh, bất chấp thủ đoạn và hoạt động ngày càng lộng hành như hiện nay, không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà còn là chướng ngại cản bước phát triển của thị trường bất động sản. Một số các cái giả nhãn hiệu, những cái thương hiệu lớn về bất động sản thì ngoài cái việc xử lý hành chính, đã bị xử phạt hành chính rồi mà còn vi phạm đó, thì chúng ta sẽ xử lý về mặt hình sự. Cái người vi phạm còn có những cái xử lý về cái xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đó, là buộc phải chấm dứt cái hành vi xâm phạm, buộc phải xin lỗi và cải chính công khai, và buộc phải bồi thường thiệt hại. Hành vi nhái như vậy thì chắc chắn là uẩn khúc, trong đó là rất nhiều các bất thường. Thì có một sự gọi là dẫn dụ bằng các khách hàng là của họ làm mồi, thì khách hàng sẽ xuống cọc và coi như nó phát sinh một quan hệ là đặt cọc để mà là mua bán trong tương lai. Thì sau đó 1 năm, 2 năm, nếu không thì nó đã trở thành quan hệ hình sự. Còn nếu không nữa mà không có tiền trả lại thì coi như nó là hình sự hóa vấn đề. Thì lúc đó thì chủ đầu tư giả mạo đó cũng cao chạy xa bay rồi. Theo các chuyên gia, việc một thương hiệu mới ra đời mà đã nhái tên, cố tình gây nhầm lẫn cho khách hàng để dẫn dụ, chắc chắn sẽ không thể tồn tại và phát triển lâu dài. Thương hiệu của một doanh nghiệp có được là nhờ giữ được uy tín. Việc nhái tên là biểu hiện của tư duy làm ăn chụp giật. Do đó, khách hàng cần hết sức cảnh giác với những trường hợp có dấu hiệu này, nếu không muốn lãnh hậu quả về sau.